Chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng đến với bài review tiếp theo của mình, Dembele 123 Totti. Mà cùng xem trong game anh ta sẽ làm được gì, câu trả lời sẽ được giải đáp ngay sau đây. Đầu tiên, thứ đập vào mắt mình là anh ta thuận hai chân 5 năm. Điều này là một lợi thế, bởi vì bạn có thể đặt anh ta ở hai cánh, bên nào cũng ok hết. Và mình nghĩ vị trí cam thì không nên, bởi vì sức mạnh của anh ta khá là yếu. Mình thường muốn múa ở ngoài cánh để vào trong ZD á, nhưng có nhiều tình huống có thể qua được rồi. Nhưng không hiểu sao, Dembele rất dễ bị níu lại bởi hậu vệ. Tranh chấp ở cánh đã khó, giờ để vào cam mà gặp những Vieira, Rijkaard hay Gullit thì có mà bị đấm cho không chừa phát nào. Tốc độ sẽ là thứ mà mình thấy Dembele thể hiện tốt nhất. Tốc độ cực kỳ nhanh cho một tiền đạo cánh. Anh ta có thể đua tốc với bất kỳ cầu thủ nào mà bạn có thể yên tâm rằng sẽ không ai có thể bắt kịp được anh ta. Thêm nữa là tạt bóng của Dembele cực kỳ tốt. Nếu trong một thế trận bạn bị bắt quá, đưa chơi bóng ra biên, Dembele sẽ giải quyết một cách hoàn hảo cho bạn chỉ bằng một đường tạt. Việc ghi bàn của tiền đạo sẽ dễ dàng hơn khi người cuối cùng tạt là Dembele. À mà trừ Nunes ra nha. Dembele rê bóng khá là tốt, chuyển hướng bóng cũng rất là hay. Trong lúc bứt tốc quá là thì anh ta vẫn có thể rướn để qua người hậu vệ được. Nhưng có cái cấn cấn ở đây là thăng bằng chỉ có 94 thôi, rất dễ té luôn. Nếu gặp phải hậu vệ to to như kiểu anh trưởng Harry Maguire thì Dembele vẫn có thể rê bóng qua được nó, nhưng bóng qua được thôi. Còn anh ta thì ở lại uống trà với hậu vệ rồi. Dembele dứt điểm tạm ổn, những pha dứt điểm của Dembele chỉ ở mức đấy thôi, bởi vì nhiều tình huống mình nghĩ là vào rồi á, nhưng không hiểu sao anh ta lại đưa bóng ra ngoài được và sút xa cũng không phải là điểm cộng của anh ta nữa. 10 quả mình sút thì có 6 đến 7 quả ra ngoài rồi. Còn lại thì vào khung thành, nhưng thủ môn bắt được hết, tức là 10 quả éo vào 10 quả luôn ấy. Vậy làm sao để sử dụng hiệu quả Dembele? Mình nghĩ là tận dụng tốc độ của anh ta, xuống biên căng ngang qua hoặc tạt bóng cho tiền đạo. Nếu bạn là một người biết múa giống như mình thì hãy đưa Dembele vào vòng cấm, múa múa tí có khi là được penalty, bởi vì anh ta rất dễ té mà. Ok, và đó là bài review của mình về Dembele 123 Totti. Ưu điểm: tốc độ, rê bóng, tạt bóng. Nhược điểm: sức mạnh và thăng bằng. Và Dembele mang về số điểm là 8/10. Ok, và đó là trải nghiệm của mình về Dembele 123 Totti. Nếu thấy video bổ ích, đừng quên bấm like, subscribe để cùng theo dõi những bài review tiếp theo mà mình sẽ ra nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.